Tuấn xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh xây dựng ốp lát gạch. Hôm nay Tuấn sẽ quay anh em thi công lát gạch nền khổ 1m2, 2m8 nha anh em. Cái khổ gạch 1m2, 2m8 này nó mỏng 6 ly nha anh em. Thì cái mặt bằng này nó hơi xấu một xíu nha anh em. Nó hơi xấu tại vì ở đây nó cái mặt bằng nó lớn nữa, mà lấy cái cao độ nó chuẩn nha anh em. Cái mặt bằng của nó rộng là hơn 1000m nha. Nó lát rất là nhiều loại gạch thì người ta cán cái độ nền, người ta là cán một cốt nha anh em. Thì có loại gạch cái độ dày nó là 6 ly, độ dày của nó cái gạch 800 thì nó sẽ là 1 phân. Bởi vậy lát cái gạch lớn này là cái khúc này cái keo hơi dày nha anh em. Cái mặt bằng lớn lấy cái cao độ nó chuẩn nó khó nha anh em, người ta cho mình sai số nha, ít thôi, ít nhất có thể nha anh em. Thì bên kia cái gạch lát 1 phân, bên đây mình thay bù vô, cái này có 6 ly, ở gạch này khổ lớn mà nó có 6 ly thôi. 6 ly mình thay bù thêm keo vô. Thì cái nền này nó hơi dày một xíu nha anh em. Cái nền nó dày quá thì kéo cái máng răng cưa không được nha, bắt buộc anh em phải làm bằng bay răng cưa nha. Đây từ phòng thì nó cũng cao độ nó lấy một cốt một nha anh em. Thì nó rất là nhiều loại gạch luôn. Thì gạch 800 m2, 2m4, m2, 2m8, 60m2. Thì cái độ dày nó khác nhau, bởi vậy những cái gạch khổ lớn này á, mình nó đa số thì nó cái loại này loại có 6 ly à, bởi vậy phải bù thêm keo vô. Nó hơi dày một chút nha anh em. Thì có nhiều anh em bình luận ở trên kênh của Tuấn á, thì kêu Tuấn sẽ làm cái đơn giá cái gạch khổ lớn này nha. Thì hôm nào Tuấn sẽ làm cái clip riêng cái gạch khổ lớn này, cái đơn giá cho anh em tham khảo nha. Đơn giá chuẩn nha anh em. Thì hôm nào Tuấn sẽ làm cái clip riêng ra. Thì anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng máng kéo răng cưa, bay răng cưa bằng đại gạch Ryobi, máy laser, ke cân bằng, con độ gạch, thước đo lộ khoan ống nước, thì anh em cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình bên Tuấn nha. 0377007661, bên Tuấn ship toàn quốc nha. Rồi, từ từ thôi. Rồi, máy công đâu? Hút quá rồi.
Đi thẳng luôn. Cái đâu trong đó nó có
Nghe 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 ngh
hai anh hai. Bye.